Xin kính chào quý vị. Hôm nay là những ngày cuối cùng của năm 2017 rồi. Và Tranh Gỗ Bùi Gia lại có một tác phẩm mới cứng cựa, mới thực sự là rất mới, chúng tôi vừa mới làm xong để chuẩn bị treo cho bác khách ở trên Vĩnh Phúc. Và tôi tranh thủ làm một cái clip để giới thiệu với quý vị về cái tác phẩm này. Và quý vị nhìn thấy ở trên màn hình, quý vị cũng đã cảm nhận được đây chính là tác phẩm Tùng Hạc Diên Niên, đúng không ạ? Tùng Hạc Diên Niên này thì có một vài điểm mà chúng tôi rất mong muốn được chia sẻ với quý vị. Đó là thứ nhất, chúng tôi thiết kế riêng theo cái ý tưởng của mình. Cái ý tưởng của mình ở đây là bố cục của cây tùng, của những con chim hạc, của những cái dãy núi, của những cái dòng thác đổ vào bên trong. Thì đó là những cái ý tưởng của chúng tôi đưa vào trong tác phẩm. Và cái ý tưởng của bác khách hàng muốn chúng tôi thể hiện thì có thể hiện thêm ở góc độ bên tay trái màn hình của quý vị, đó là có một cái cành mai, đúng không ạ? Bác khách rất là yêu thích cái tích tranh về mai mà chúng tôi đã làm. Và sau đó là bác khách này muốn yêu cầu chúng tôi thể hiện một cái nhành mai ở đây, để bác ấy đáp ứng được cái thỏa mãn về nghệ thuật của bác đấy. Và đặc biệt bên cạnh đấy thì bác ấy có những cái yêu cầu đặc sắc hơn. Đó là ở trên bốn cái khung, quý vị nhìn thấy ở trên bốn góc khung nữa. Tôi sẽ tiến gần vào màn hình hơn để quý vị nhìn thấy. Ở màn hình của quý vị là cái phần góc khung đấy ạ. Phần góc khung này thì bác khách sau khi yêu cầu chặt gấm thì bác khách yêu cầu chúng tôi là sẽ đục thêm con rơi. Và quý vị nhìn thấy là con rơi chúng tôi làm, nếu như mà đứng về góc độ nghệ thuật là một chuyện, nhưng mà về góc độ thể hiện cái phần chuẩn thì cũng tương đối đó. Bởi vì là cái phần là cánh rơi này nó rất là khô, và cái thứ hai nữa là thể hiện được cái xương nó cong theo như là cái tay của rơi. Và đặc biệt là cái phần xương sống của con rơi là thể hiện được, là quý vị có thể nhìn thấy, đúng không ạ? Và bốn góc khung thì có bốn con rơi làm như vậy ở trên cái đường chuyện, để đáp ứng được tối đa những cái yêu cầu của khách hàng thì chúng tôi cũng đã phải cố gắng rất nhiều thì mới đáp ứng được cái yêu cầu của bác khách. Và đặc biệt là sau khi mà làm bốn con rơi ở bốn góc khung thì bác khách lại rất mong muốn, đó là bốn con thì chưa đẹp mà phải làm năm con thì mới đẹp, bởi vì năm con rơi thì thể hiện cho ngũ phúc. Sau đó bác khách lại yêu cầu chúng tôi thiết kế một con ở trên đỉnh. Một con ở trên đỉnh thì quý vị nhìn ở trên màn hình đây là sẽ thấy ạ, một con ở trên đỉnh. Và con này là sẽ cắp chữ thọ thì để tượng trưng cho ngũ phúc. Ngũ phúc thì bác ấy mới cảm thấy là thỏa mãn về cái góc độ nghệ thuật của mình. Chính vì như thế cho nên là chúng tôi đã thiết kế thêm một cái phần ở trên mà quý vị đang nhìn thấy, là có một con rơi cắp chữ thọ ở trên cùng với lại sâu tiền vàng, tương đối là mảnh khảnh quý vị nhé. Chứ làm mà không đạt được cái góc độ sạch và nghệ thuật thì chắc chắn là bác khách này sẽ không đồng ý. Chính vì như thế cho nên là sau khi làm xong tác phẩm này thì thực sự bản thân chúng tôi cũng cảm thấy đâu đó mình cũng cảm nhận được cái đẹp, bởi vì là chúng tôi kiếm được cái tấm gỗ này cực kỳ đẹp. Sau khi làm xong thì quý vị nhìn trên màn hình thì sẽ thấy là cái gỗ nó không có tỉ vết gì cả. Thực sự đây là một cái tấm tranh mà chúng tôi cảm thấy cực kỳ ưng ý. Cái thứ hai là những cái mắt người chơi tranh thì người ta rất quan tâm đến cái phần mọt nước của cái gỗ, bởi vì đây là gỗ gụ. Thì trên tác phẩm này là cũng rất ít, thậm chí là hầu như là không có những cái mọt nước, cho nên là tác phẩm này được chúng tôi đánh giá là một trong những tác phẩm mà đẹp. Đẹp về nội dung và đẹp cả về hình thức, cả về phôi gỗ. Tác phẩm này thì được chúng tôi chế tác theo cái khung thước lỗ ban để đem lại may mắn cho gia chủ. Đó là kích thước là dài 2m17, cao 1m07 và dày 7 phân. Sau đây chúng tôi mời quý vị thưởng thức sâu hơn về các đường nét mà chúng tôi làm nữa. Bên trái, bên tay phải của quý vị là cây tùng với một cái dáng rất là cằn cỗi nhưng mà vẫn thể hiện được cái sự chắc chắn.
cái sự già nua, nhưng mà trong đó lại bao hàm cả cái ý tưởng về một cái cây tùng mà mang cái dáng dấp của bậc trượng phu, để thể hiện được cái con người cũng như là tính cách, cốt cách của người chơi. Bên cạnh đó thì những chú hạc được chúng tôi chế tác rất là cầu kỳ cũng như là tỉ mẩn. Đặc biệt là những cái lông của con chim hạc thì đều được chúng tôi tỉa hết sức là tỉ mẩn và cực kỳ là đều, để làm sao thể hiện được tốt nhất cái thần thái của bức tranh cũng như là của những con linh vật ở trong tranh. Quý vị xem ở trên tranh là sẽ thấy á, những con chim hạc rất là bay bổng. Và đặc biệt là quý vị nhìn thấy là tất cả những cái mỏ của con chim này thì đều bóc tách ra khỏi tranh hết. Cho nên là tranh gỗ Bùi Gia chính là một trong những thương hiệu mà được khách hàng rất tin tưởng để gửi gắm những cái tác phẩm nghệ thuật mang cái tính chất độc đáo cao cũng như là thể hiện được nét nghệ thuật. Những chú chim này đều có một cái dáng rất là phiêu, rất là nhẹ nhàng thư thái, nhưng mà vẫn thể hiện được một cái tính chất rất là cao quý ở trên bức tranh. Rồi ở dưới là khóm hoa mẫu đơn, những cái cánh hoa nếu như quý vị sờ bên ngoài thì quý vị sẽ cảm nhận được thấy là nó có những cái độ mỏng, nó cũng có những cái độ uốn, cho nên là mình sờ mình cảm thấy nó rất là thích thú. Cái cánh hoa mà nó nhẵn mịn rồi sau đó nó mỏng tang đi thì như thế là mình mới cảm thấy sướng, khách hàng người ta cũng mới cảm thấy sướng, đúng không ạ? Có những cái phần cành cây, cành lá nó kênh bong hẳn lên rồi, kể cả những cái đầu con chim, mỏ chim đây chẳng hạn, nó cũng đều kênh bong lên hết. Tôi không biết là quý vị nếu như nhìn thế này thì có dám sờ hay không, nhưng mà như chúng tôi thì làm đã quen rồi, thì từ những cái khâu cạo nền, đánh dây giáp, tỉa rồi đánh dây giáp nước thì chúng tôi cũng đã làm quen, thì nó cũng không có vấn đề gì là khó khăn với chúng tôi cả. Ở bên trên là dòng chữ Tùng Hạc Diên Liên. Và đây chính là tác phẩm khép lại năm 2017 của tranh gỗ Bùi Gia. Và chúng tôi cảm thấy rất là háo hức để treo lắp tác phẩm này cho bác khách hàng. Không biết nói gì hơn hết, bởi vì là công việc của chúng tôi là làm tranh, vậy nên là cứ có tác phẩm tranh nào đẹp thì chúng tôi lại muốn giới thiệu tới quý vị. Và chúc quý vị một năm mới sẽ có ngũ phúc giống như là chủ nhân của tác phẩm này đến với gia đình mình. Chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng quý vị nhé. Và quý vị nếu như mà cần những cái tác phẩm tranh thực sự độc đáo, đục bằng phương pháp thủ công, thì hãy liên hệ với tranh gỗ Bùi Gia với số điện thoại 0976 311 833. Và đặc biệt slogan của tranh gỗ Bùi Gia đó là thưởng thức mỗi ngày, trường tồn giá trị. Và hãy chơi những tác phẩm trường tồn giá trị. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.